Đó, một trong những vũ công mà phải nói khi cô ấy xuất hiện tràn đầy năng lượng. Chúng ta cùng chào đón Diệp Thanh Thanh. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vương thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng ươm bao ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đi mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Dài lâu, anh em muốn yêu anh đằng sau. Anh em đã thương em từ lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Yêu anh cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu anh cho đến khi ong thôi lặn mặt, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chim bao. Xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vương thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng ươm bao ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đi mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Dài lâu, anh em muốn yêu anh đằm sâu. Anh em đã thương em từ lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Yêu anh cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu anh cho đến khi ong thôi lặn mặt, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chim bao. Xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh đằm sau. Anh em đã thương em từ lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Thank you Thành Phát rất là nhiều, rất là đẹp trai thưa quý vị. Rồi mời chị Thanh ở lại. Rồi kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn của ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Chị ơi, chị có cảm nghĩ như thế nào khi mình trình diễn với một dancer đáng tuổi con mình chị? Nó lạ chợ, hồi xưa giờ cái gu của chị là vậy đó, trai 26 chị 48 cũng bình thường. Dạ, đó, U40 mà nhảy xuất sắc quá vậy ha. Chào bói tay thật lớn quý vị ơi. Thank you, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ vòng loại vừa rồi, phần trình diễn vừa rồi cũng khép lại chương trình những thí sinh thi của chúng tôi rồi. Cho nên là quý vị ơi, bây giờ là vé mà để bình chọn đó, thì còn vài vé chót từ Luna nè, Úc Bạch Khải nè, Lumi nè, quý vị ủng hộ liền tay. Và đừng quên quý vị yêu thích ca sĩ nào hãy ghi tên ca sĩ đó trong vé. Sau vòng loại này thì bắt đầu là chúng tôi sẽ bắt đầu đi gom lại và xem ai sẽ là người chiến thắng của tối đêm nay quý vị nha. Đêm bước vào hoàng vũ đầu tiên của đội Lưu Tôn Sài Gòn Tân Thời. Và ngay bây giờ quý vị đã có vé đặc biệt hết chưa quý vị? Ai chưa có vé giơ tay lên. Dạ, ai chưa có vé giơ tay lên phía trên này nè. Dạ, bên này nhiều lắm nè. Chạy lên này nè. Trên này nè, trên này nè, trên này nè em ơi. Dạ, rồi Úc Bình Khải lên đây cưng ơi. Kính thưa quý vị, và phía bên này còn ai chưa có vé không ạ?